Em xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Em làm bên kênh bán hàng HTK. Hôm nay em giới thiệu là cái mã lồng của Piston bạc ác luôn nha bạn, phê cài đồ đầy đủ, mà còn gọi là bộ hơi của rim Thái nha bạn. Rim Thái thì cái sản phẩm này là của Honda Indonesia, thì cái công ty Extra này nè bạn. Extra là công ty chuyên sản xuất cho những cái phụ tùng cho hãng Honda Indonesia. Thì đây nè, mình đang bán cái bộ này là 930.000 nha bạn, rất là rẻ để cô chú anh chị ấy. Đây là hàng chính hãng nên cô chú an tâm, đây là nhập Indonesia có từng cái mã số nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị sợ lầm tưởng gì á thì mỗi người có một cái điện thoại của mình rồi, cái điện thoại á thì mình chỉ cô chú anh chị mà đánh cái mã này lên nè, đánh cái mã này nè, Extra BT nha, đánh đủ mã nha cô chú anh chị, BT Extra rồi ghi với Honda vô là tự động nó lên thôi. Thì mình cũng đánh cho cô chú anh chị xem luôn. Ở đây mình sử dụng một cái máy tính bảng nha cô chú anh chị. Mình sẽ vô Google cái đã. Google nè. Và mình Google mình đánh chữ BT. Các bạn, mình đánh bình thường đó, BT Extra Honda Indonesia nè. Và mình chờ nó ra các bạn. Thì đây mình nhấp vô, nó ra trang đầu luôn nè. Đó, thì các bạn thấy nè, đây là những cái mã của Honda Indonesia nè, các bạn thấy nè. Thì đây là BT Extra Honda Indonesia nè, các bạn an tâm. Thì hãng Honda thì có những cái chiếc nè, Indo á, có những chiếc Cupy nè, rồi Vario 125 nè, bên nước người ta là giá như thế này nè, giá như thế này các bạn, giá là vì Việt Nam mình đổi thế lên cao thôi, có BCX 160 luôn nè, 160 hết các bạn. Thì mình muốn muốn cho các bạn tự tìm hiểu thôi, tự có cái điện thoại nè thì tự mình gõ trên Google mình tìm hiểu thôi các bạn. Để mình làm lại cho bạn xem. B T S ra. Đó. Mình ghi B T S ra. Trên dưới đây nó cũng có nhiều cái lắm các bạn. Trên đó này. Vô đại. B T S ra tuyển dụng nó cũng có nữa nè. Thì đây là cái mã sản phẩm chính hãng của Indonesia nha bạn. Đây nè. AHM nè. Trên những cái bố thắng á, bố thắng của Vario rồi á, là có cái mã AHM này hết nha bạn, BTX ra Honda Indonesia nè. Đó. Rồi mình sẽ cho các bạn xem bộ lồng đó, thì từ từ gì các bạn coi trên cái thùng là tra mã nha các bạn. Thì mỗi cái mã sản phẩm á, của Honda Indo và Thái của Việt Nam mình, cái mã sản phẩm trên lồng đó khác nhau nhưng mà đảm bảo chất lượng nha các bạn. Tùy nơi bán thôi, mình thấy nhiều khi nước người ta bán rẻ mà nước mình thì cao, tùy theo cái thuế chứ các bạn. Đây là cái bạc nè, cái tông bạc thì trong cái hộp này, cái này cái lồng nè các bạn, cái lồng này nha các bạn. Đây là cái đồng rim Thái, thì cái lồng này mình thấy chỉ có mã số 97 thôi, mã hộp là vẫn có nha bạn, extra nè. Đó. Cái lồng thì mình chỉ thấy có một cái mã 97 thôi, còn không có để mã Thái mã gì trên cái lồng. Thì có Indo mà làm sao mà để những cái mã đó được nha các bạn. Đây lồng của riêng Thái, các bạn thấy cái độ chi tiết sắc nét nè, này mình coi thôi thì nó là như nhau thôi. Đây có số 97 nè các bạn, 97 cc khối á. Đây có cái tem extra chống giả nè, anh thấy lồng rất là sắc nét, rất là mỏng, tại cái này là đúc bằng 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 gang bằng thép đó bạn, thép nguyên khối như thế này nè. Trong đây lại có mã số nha bạn, trong đây nè, trong cái cạnh trong này lại có mã số trong đây. Trong cái cạnh trong lòng này là có mã số trong đây nè. Mình thấy trong lòng thì có mã số. Đây thì cũng có mã số. Đây là cái tem chống giả của Extra, thì các bạn có thể nhập trực tiếp. Các bạn đừng có so bì mà cái mã của Thái với Việt Nam đâu khác ngã mà, mỗi dùng mỗi mã, cái lồng thì không có được đóng như vậy vậy nha mà. Thì đối với cái lồng của hãng Honda Indonesia là mình cam kết là chính hãng của Indo thì bao bì như vậy nha bạn. Mình cũng so cho các bạn xem cái giá vô cùng hợp lý cho mà, mình cũng không mong muốn các bạn trả giá, mình bán hàng chưa chính hãng rồi mà còn trả giá gì nữa, người ta lời trên cái phần trăm của người ta nhiều chỗ, hoặc là các bạn có thể đi mua những cái chỗ khác cũng được các bạn, không có cần mua bên mình thì mình cũng không quan tâm tới cái vấn đề đó các bạn.
Thì mua thì nói chung là mua thì ai mà không cảm ơn các bạn, mua thì người bán thì rất là cảm ơn. Cái lồng nó là nguyên cái thùng nó là vô đóng gói như thế này các bạn. Ở đây mình mở ra cho bạn coi cái tông bạc nè, hợp luôn đây nè. Thì các bạn có thể gõ trên Google nè, BT nè, Extra đó, thì nó sẽ ra. Cái này là nơi sản xuất nè, các bạn gõ Google cái hàng này rồi kiểm kiểm tra lại cái này đó. Google thì cái mã logo của người ta nè, Extra, thì đây là nhập cho Honda Indonesia nè, các bạn thấy nè, Made in Indonesia đó, GN5. Thì từng cái mã này nếu ai biết quét cái này thì quét cũng ra luôn nha các bạn. Cái tái piston tông này, cái piston tông là bạc như này, cái tông là như thế này nha mà, đây từng cái tem luôn nè bạn, đây có mã rồi hết. Thì mình cũng khuyên các bạn, nói chung mình bán không có mắc các bạn, nhiều khi sấy lọc cũng nửa tiền hết rồi, tự ghép nhà thì nó hay đó. Rất là chi tiết sắc nét mà in này, STD là cái piston xin đó bạn. Trong đây có mã số extra luôn các bạn, trong cái trái piston á có mã số extra trong đây nè, có chữ extra rồi hết trong đây. Thì đối với các bạn chữ in là quay lên trên, ví dụ in á đừng có gấp piston ngược nha các bạn, chữ in là lúc nào mình cũng đặt cho nó quay lên trời á, in ta nói luôn dịch ra tiếng Việt là lên trên này, quay lên trên giúp mình nha. Rồi nhớ lắp ráp bạc vô thì chia bạc cho đúng, đừng có trùng bạc và tha nhớt dầu rồi nha các bạn. Cái trái thôi các bạn nhìn thôi thấy ghiền luôn đó, rất nét. Thì mình có mấy mã lồng các bạn, extra hiện giờ làm có mấy mã lồng thôi, có cái gì đó bạn cập nhật hỏi mình sẽ báo cái giá sau, giá phải chăng nha các bạn, chứ không phải bán giá trên trời dưới biển nha các bạn. Đây nè, nồi bên mình là đầy đủ nha các bạn, đây là bộ bạc của nó nè, có mã hết nha các bạn, rồi có extra luôn nè, Made in Indonesia. Đây là cái ắc cắt có mã số người ta hết nè, cái phe cài, nhìn cái phe cài là phải xe xịn là ra phe này nhé bạn, đó, bộ bạc nè, BTSA Indonesia. Thì về các bạn mua ron thả vô thôi, nhớ là chia bạc cho đúng, đừng để trùng bạc nhé bạn. Thì ba đó cơ bản rồi, ví dụ như các bạn không biết lên cái YouTube á, mình gõ thì xong cái clip này nè. Các bạn đón cái clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái ca bệnh như thế này, những chiếc đầu 4 cứ thay bình vô hư miết các bạn, bệnh rất là nhỏ mà nhiều cô chú anh chị có thể tự chữa nhà mà thay hết 4-5 cái bình nè, thay mấy cái cục sạc vô cho cái bệnh nó không có liên quan tới những cái vấn đề đó. Mình cũng chia sẻ với các bạn cái bình không có hư nha các bạn, cái bình á mình dởm cũng xài được 6 tháng. Ví dụ các bạn mà thay cái vấn đề gì vô mà cái bình á mà nó bình mà nó hư á, mà trong 1-2 tháng hay 2 tuần nó hư là phải coi lại cái vấn đề xe. Cô chú anh chị hay đấu thử cái bình không có đúng nha bạn, bình dởm mình cũng thấy chưa bao giờ hư. Rồi mình bán bình á, mình bán bình mấy năm nay mình cũng chưa đi bảo hành công ty cái nào luôn nha bạn. Nha bạn. Mà mình xin cảm ơn các cô chú anh chị rất nhiều, các cô chú anh chị mua hàng thì liên hệ theo cái số mình ghi trên tiêu đề hoặc theo cái số 008 á, cô chú anh chị 0866 0806 68 300039 giúp mình nha. À, và theo cái số mình ghi lên tiêu đề đó cô chú anh chị. À, mình xin kết thúc cái clip tại đây nha cô chú anh chị.